Xin chào anh em, chào mừng anh em đến với mục soi kèo bóng đá hôm nay. Soi kèo Manchester City với Inter Milan 2 giờ ngày 11 tháng 6 năm 2023, chung kết Champions League. Sau hơn một thập kỷ, Inter Milan mới lại được góp mặt ở một trận chung kết Champions League. Nếu như cách đây 13 năm trước, Inter Milan dưới sự dẫn dắt của người đặc biệt Jose Mourinho đã xuất sắc đánh bại Bayern Munich để đăng quang, thì cơ hội giành chiến thắng của Nerazzurri trong trận chung kết sắp tới là không nhiều khi mà họ vấp phải thử thách vô cùng khó khăn mang tên Man City. Ở thời điểm hiện tại, không quá nếu nói rằng Man City chính là đội bóng mạnh nhất lục địa già hay trên toàn thế giới. Trên con đường tiến vào trận đấu cuối cùng tại Champions League, The Citizen đã bỏ lại sau lưng hai tượng đài của bóng đá châu Âu và cũng là hai ứng cử viên nặng ký cho ngôi vương là Real Madrid và Bayern Munich. Đáng sợ ở chỗ, đoàn quân của Pep Guardiola đều chiến thắng với tỷ số rất đậm và khiến đối thủ phải tâm phục khẩu phục. Lọt vào bán kết 3 mùa giải liên tiếp, trong đó có 2 lần đi tới trận chung kết, De Bruyne cùng các đồng đội quả thực đã xóa bỏ được cái mác khôn nhà dại trợ và cho thấy rằng họ đủ bản lĩnh để có lần đầu tiên lên ngôi tại sân chơi danh giá nhất châu Âu. Ở chiều ngược lại, dù không phủ nhận những nỗ lực của Inter Milan, nhưng cần phải nhìn nhận một cách khách quan đó là đại diện đến từ Italia đã gặp quá nhiều may mắn trong suốt hành trình tại Champions League mùa này. Sau khi vượt qua bảng đấu tử thần có sự góp mặt của Bayern Munich và Barcelona, Inter Milan gần như không phải đối mặt với thử thách nào quá lớn ở vòng knockout. Nếu đặt lên bàn cân với Man City, rõ ràng những bại tướng trước đó của thầy trò huấn luyện viên Simonezaghi là FC Porto, Benfica hay AC Milan hoàn toàn thua xa về mọi phương diện. Tuy tính chất bắc cầu không hề tồn tại trong bóng đá song nói vậy để thấy rằng Inter Milan thực sự lép vế khi đặt cạnh Man City. Không phải ngẫu nhiên mà giới nhà cái lại ra kèo Inter Milan được chấp tới 1.25 full time, tỷ lệ cao hiếm thấy trong một trận chung kết Champions League. Tuy nhiên, khả năng rất cao Inter Milan sẽ chơi lối chơi phòng ngự thường thấy của người Ý chứ danh, điều này chắc hẳn sẽ gây không ít khó khăn cho Man City. Với kèo châu Á Man City chấp 1.25, anh em cân nhắc kèo dưới. Chốt kèo châu Á, Inter Milan được chấp 1.25 full time. Dưới sự dẫn dắt của Pep Guardiola, Man City ngày càng hoàn thiện và có thể nói là đã thiết lập nên những quy chuẩn mới trong bóng đá. Bên cạnh những màn trình diễn đẳng cấp tại Champions League, Man City còn chứng tỏ được sức mạnh cũng như bản lĩnh qua việc bảo vệ thành công ngôi vương tại ngoại hạng Anh hay mới đây nhất là danh hiệu FA Cup. Trong khi đó ở bên phía đối diện, tấm vé chơi trận chung kết Champions League hay chức vô địch Coppa Italia không thể che mờ được nỗi thất vọng ê chề mà Inter Milan tạo ra tại Serie A khi họ hoàn toàn bị biến thành khán giả bất đắc dĩ trong cuộc đua tới Scudetto. Giả sử nếu không rơi vào một nhánh đấu vô cùng thuận lợi, có lẽ là Inter Milan đã sớm phải dừng bước chứ chưa nói tới chuyện đi tới trận đấu cuối cùng tại Champions League. Trước một đối thủ đang được đánh giá là bất khả chiến bại như Man City, quá khó để Inter Milan có thể tạo nên bất ngờ. Chốt kèo châu Âu, Man City thắng. Ở những vòng knockout trước đó, Inter Milan thường xuyên tiếp cận trận đấu một cách thận trọng. Với việc bị đánh giá là đội cửa dưới trong trận chung kết, sẽ chẳng ngạc nhiên nếu Inter Milan lựa chọn lối chơi rình rập phản công. Tuy nhiên trước sức tấn công như vũ bão đến từ Man City, e rằng kế hoạch của Nerazzurri sẽ sớm phá sản và họ buộc phải chấp nhận thi đấu mạo hiểm. Nếu bỏ qua 3 vòng đấu cuối cùng mang tính thủ tục ở ngoại hạng Anh, Man City đã có đến 14 lần ghi được từ 2 bàn trở lên sau 16 trận gần nhất. Đáng lưu ý, 14 trên 16 trận này của Man City khép lại với tối thiểu 3 lần lưới rung. Tuy nhiên, Man City chỉ cực kỳ đáng sợ khi thi đấu trên sân nhà, còn ở trận chung kết Champions League được tổ chức tại Istanbul. Kèm với lối chơi phòng ngự khoa học của người Ý, khả năng Man City sẽ có một trận đấu khó khăn mặc dù có trong tay rất nhiều siêu sao. Với kèo tài xỉu 2.75, anh em cân nhắc cửa xỉu. Chốt kèo tài xỉu 2.75 chọn xỉu full time. Dự đoán tỷ số Man City 1-0 Inter Milan. Chúc các anh em may mắn. Like và subscribe để ủng hộ kênh, cũng như xem những video soi kèo bóng đá mới nhất nhé.